Ồ, quá trời ngớt, rồi xuống nữa rồi. Ờ, dính liếu. Trời ơi, con ếch kìa. Dính trò hả? Ừ, để em ướp cho. Chả hay thế. Ờ. Để em ướp nha. Con ướp cho anh đó. Anh liệu nè. Để em ướp cho anh mà. Ừ. Món quá ngớt được được. Nên là uống cái ếch gạt được. Thật cái gai, ngon. Tân men luôn. Gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Cả nhà. Hiện tại gia đình mình đang có mặt ở đồng của Phú Tân. Cái mé bên này là cái chỗ bữa hổm anh Hai chụp con chuột rồi đá vô lỗ tai của em Nam. Bữa hổm cắt lúa ở đằng đó đó cả nhà. Rồi vô bị mắc mưa quá chừng luôn rồi về nhà Thánh Liệu nấu ăn. Bên này mấy anh em quay trở lại đây thì mình tiếp tục là Thánh Liệu với bộ tỏi làm đặc công bắt ếch khủng. Chè cái máy ở trên. Rồi có trời mưa nhỏ nhỏ nó cũng không có ướt. Anh Bình á thì bữa nay bận công chuyện rồi cả nhà. Thì mưa thì nước mới chạy từ đó thôi. Không, mưa mình lấy đất mình đắp. Ủa mình bắt dài vô, bắt dài ra bồ tỏi. Em được biết liệu không? Bắt dài ra chỗ bữa hổm mình bắt mấy ếch bự á, mấy ếch khủng ngã tư á. Ha. Ok. Có mưa mưa này nó nằm hơi cao nha anh Liệu. Kiếm cái này với kiếm này là phải kiếm ếch bự. Bắt hàng khủng hả? Ừ. Cái này có cây cây này kêu bằng cây gì Thánh Liệu? Cây cây cỏ hả? Cái gì? Cây này đâu phải cây thúc nốt. Cây thúc nốt á. Thúc nốt nhìn giống cây cỏ ha. Kiếm dài em ếch khủng. Ẩm em nó xuống nha. Trứng luôn. Thấy mới được nha anh Liệu. Thấy mới ẩm nó xuống. Tối rồi. Thấy chưa? Thấy ẩm. Bấm lại rồi. Không thấy nhiêu đâu. Chín rồi đó. Dịn miệng lại nghe bộ tỏi. Ê, trơn lên. Đâu rồi? Như nào? Trơn á. Đâm dưới da á. Nhỏ hả? Đâu đem xuống rồi. Kệ mở hàng. Ừ. Em thấy hàng. Nó tối quá. Tối quá trời. Thấy cái bóng cá cá. Không phải hàng khủng à. Mình đi chở ra luôn á, xuôi theo nước luôn. Đi cái đụng dây rồi. Ngót đen rồi gặp trời tối nữa. Khó ha. Tối thù. Cái này thấy cục đen đó, nó lại quất lại mà. Ếch tơ. Con nó làm như trọng hơn con nãy nữa. Bọt đều á, bò tới. Con nó vàng á. Bồ tỏi nói nhỏ không tính. Đúng rồi. Thánh Liệu vô đây chưa? Chưa. Vô đây lụm to quá. Làm trái cho sốt ruột coi. Cái ổ này xấu quá. Cái ổ này nó không chịu sức kem, nó không bấm. Nó đụng con cái một muốn thở với nó chứ. Nè, hai trái này ngon. Thì trên đầu kìa. Không phải. Bù tọt. Con gì á? Bù tọt. Con trừng hiếu. Ừ, kiến thôi. Hai bắt cá lóc kiến hai.
Nó cuốn hả? Ồ, đỏ. Nãy lên chút nó mới đỏ. Cái hồi nãy đến kia xin lỗi cô đã nhảy chưa à? Nó là kim thế rồi đó. Cái chụp đại mà chụp được không được, bỏ. Năm nín rồi. Thở nhảy quá. Nó nhảy lại nhảy rồi cái sao? Dính rồi đó, nó cài chỉa à. Ẩm em xuống. Ẩm em xuống. Rồi. Nó ngồi khơi quá. Mấy con ở đó ngồi. Nó ngồi đại mấy con đó nó. Em chỉa luôn. Nhà tôi chỉa con. Chữa lại. Dính rồi mà xong đi sau. Mùi khơi quá. Ở dưới ẩm lên là nó vậy đó. Nó ưa cài lắm, còn ở trên ẩm xuống mà. Đây lại quất con cỡ đó coi. Đó à. Thấy chưa? Nằm trống quá. Hai đều. Của tôi trống quá, khó ẩm lắm. Xin dòm thấy luôn mà thấy không? Có thấy ngã đầu. Sâu lắm xin ơi. Được không? Gậy đi đâu sao? Nó trống quá đừng. Anh hai ở đó đi. Đó bự hả? Cái trống lỏng à. Trong tắm cho ẩm được luôn nó. Ừ. Ẩm được, ẩm được. Tại tôi coi là vứt. Ẩm em nó xuống. Sao trống lỏng rồi. Trống lỏng rồi, tại tôi vô chút nữa mới tới. Đó, thì đó, em để vô đó. Thấy chưa? Sao á? Nó dính cái cây chứ, có phải đâm. Đừng nhúc nhích mạnh quá là được hả? Dính. Dính rồi. Không nghe cái sổ không mà. Dính miệng lại nha anh Liệu. Đâm ngay đầu luôn rồi. Dữ dằn. Bự không? Nhỏ hơn. Rồi. Này kiếm mắt luôn. Kiếm ít khủng mà nó thành ít nhỏ không ta. Khúc đẳng mới có ít khủng á. Anh hai chỗ đó ngon anh hai ơi. Nhảy hết con hả? Biết mà. Nghe la biết rồi. Nhảy đâu? Bự không? Hét là ổn bên đây, tôi đứng bên đây mà. La liền á, khúc này có ít nghe liền ha. Đó, hiểu đó ha. Ừ. Đúng không? Nói vậy cao vậy nó hiểu. Cầm chẻ nha anh hai. Đây gốc chuối. Không hả? Tới trước mặt của bồ tỏi cũng im lắm á. Mà bên bồ tỏi hơi khó nhìn hơn bên này. Ông quýnh hay gì gà lỗ mũi nữa rồi. Nữa hả? Ông quýnh hả? Anh em là bị hoài đó thì ông quýnh là bị hoài đó. Anh mình ai dạ. Đi bắt là phải gặp nó rồi. Đâu được. Ngồi đâu vậy? Rồi, bên mông giò luôn. Cây đó, đi hết vô, đưa chỉa ra. Ẩm em nó sốt. Ẩm em bé xuống. Đồng ở đây đi thấy, không có nhiều gì mà đó lại không thấy. Tại là em chỉ con bớt đấy, anh làm gì anh làm. Ở đây, ngược đây nó nhịp. Nhịp, nó mà nằm, nằm được đó hả? Ẩm em bé xuống. Ờ, thấy cái kia mắt đó. Nhìn cái kia lại đâm nó dễ hơn. Dọn cho rõ cái tôi quất luôn. Được chưa? Con nằm quá. Ở đây đem nhìn thấy rồi đó. Tại sợ anh không thấy thôi. Ăn mối chạy nhảy luôn nè. Nè, anh chỉ nè. Nó chiếc mặt ngâm mối á. Đó, nó lên được thăm đi. Ừ, ngay ngâm mối luôn á. Đâu đó, đi. Em đưa cho tới chút. Mất tiêu luôn rồi. Đây, đây. Trước mặt nằm ngâm mối luôn á. Sao? Đã cãi nó đi. Từ kia dưới lên được không? Không, mình thấy được rồi. Đó, vậy chiều đó cũng ok đó. Đó, ngay đó luôn. Thấy da nó chưa?
thấy cái mũi đó đó, chưa thấy rõ nè, mũi nằm án tấm tại nghe, lạ gì thấy cái đó thấy mới được, khó quá đâm từ dưới lên con mũi nó án nè, khó nè. Thấy gắn mối thấy, thấy cái thế khó rồi đó, lại quay lại đây rồi đó. Cái trên này thì dễ hơn, gắn mối nằm đó. Nè chụp luôn. Chụp luôn qua tới qua bệnh chụp đi. Không dính đâu, không dính đâu. Chụp khỏi lâm. Thấy chưa? Trước mặt như gắn mối luôn á. Để em đè đè được chụp luôn đi. Không được đâu, không dính đâu. Đi, kệ đi. Con nhỏ à, không có tính gì đâu. Nè để coi thế nào ấy cái. Khoan một tỏi. Chụp đi bộ tỏi ơi. Ok, chụp đại đi. Dính luôn đó. Dính luôn hả? Ừ. Quỷ thiệt ông nội ơi. Khó chụp quá, khó lắm. Cầm lại bộ tỏi. Nó to đầm nó bị nổi nổi nổi. Ừ. Bé không nổi luôn. Dính luôn nổi luôn rồi. Quá trời nó mưa rồi. Ô kìa cả nhà ơi, xanh lên kìa. Dính lăn lên đúng không? Vui lắm. Mấy con rồi ta? Con đó nữa bốn rồi hả? Năm rồi. Gì đủ ăn rồi? Năm người năm con. Em bé không? Em bé không? Cục cái chú đó coi chưa? Cục cái chú trên đó. Cái lùm đó vụ khô bắt hết cái tản thằng rồi đó. Đã mưa hồn vía nè cả nhà. Quá trời đã mưa. Ơi lạnh. Này. Thấy không? Thấy kìa, lấy chĩa qua anh hai ơi. Anh hai. Đẩy đẩy chĩa qua. Ừ, rắn một cạp luôn. Sao? Lạnh. Bỏ đâu. À, còn cái bưởi đó. Nè nè nè, ông đang chỉ tới luôn nè. Em hai để đồ đó lại ngồi đây nè anh hai. Ngồi đây nè. Ốp sát vô nha. Rồi ngồi xuống đừng động, đừng động. Cục luôn á. Ừ. Cục gì nữa thấy không? Qua qua đây đi bộ tỏi. Thấy cái mũi nó quay lên trên đó. Thấy chưa? Thấy đâm nha. Quan, nó quan. Đi đi quan. Cái bụng nó dễ đâm lắm. Phục đó. Đúng rồi. Cái gì vậy trời? Làm giật mình. Chỉ sợ không mũi dĩa thôi. Học rồi đó, là hết cái đường kém luôn đó. Thấy không? Được chưa? Được chưa? Kéo qua chưa? Ừ. Đó, vậy đó. Đó rồi, xuống xuống thêm con nữa. Bự. Ngay chỗ đó đi. Ngay đó luôn đó, nằm được. Đó. Bự. Con lớn rồi. Con này là con già nè. Chỗ tí đó đỡ nhỏ hơn trang chốt. Nhỏ hơn chút. Ừ. Liệu đồng chính xác quá. Rửa cái bột. Rửa anh chúng. Ngay đâu vậy? Đó này. Đặt lưng lại. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Đó rồi. Vậy đó mới tính á. Vậy mới tính hả? Vô khúc này là phải có hàng hàng khủng rồi. Nó lên đây cái nè, con nè. Nó ở đây rồi nè. Hả? Nó hết rồi, nó nằm gần đó, mình động nó mới nhảy. Nó dựa mé luôn hả? Chuột, chuột. Ê, ê, trời, đẩy con nó nè. Nhảy nữa rồi kìa. Ở chỗ này nhiều. Ừ, nằm đó kìa. Ủa người ta. Tôi bắt chín con này thôi, có thể chưa, không có bỏ. Có luôn, ba con này. Rõ này ở ba con trời. Ừ, ông ơi, có gió ông ơi.
nay cũng rồi. Tôi còn rung nữa nè. Tôi mạnh đạn mà tôi còn rung nữa nè. Xuống nước anh hai nó không có lạnh anh hai. Xuống ngập ngang cổ luôn á. Chưa đúng rồi, mà bắt ngang con bự nhất luôn. Mấy con chưa tới. Kiếm mé này luôn đi bồ tỏi ơi. Con có tính thải không? Mé này nó ở nhiều nè. Con đó mé trụ đó. Bắt đầu có nó gầy. Ông gió mạnh ngang hồi ông trôi hết nè. Ông không mưa mới ngon, ông mưa cái dở lắm. Ếch bự để xém hộp hả? Không, chính xác luôn mà. Chính xác hả? Đây nè. Lỡ nó tung ruột cái chỉa luôn đó thôi. Rồi, hộp rồi. Dính rồi. Lắm mà không tự tin gì chứ. Nó đen quá, mình không có dòm rõ biết đâu. Có phải dễ đâu, muốn băm băm muốn không băm. Bữa nay biết đánh bù cạp trời. Mấy chỗ này là mấy chỗ nguy hiểm không á. Sáng sớm mà ông chơi kiểu này lạnh. Kêu miệng hết rồi. Có thấy không? Nằm lỗ nè. Ờ. Thấy rồi. Nằm trọng thế này. Bà tỏi quá bản đấy bà tỏi. Nằm trọng đi. Thật đâu cái này dễ mà. Ở trên xỉa xuống. Mình đang nhìn qua đó nè. Nó nằm ở trong cái này phải có cái máy. Cái máy nhỏ á. Chị đâu? Không. Hụt rồi. Hụt rồi qua đó đó. Nó từ từ đi vậy. Chưa xuống nha. Cái gì vậy? Dễ mà để bự bự á, nó ngồi vàng vàng. Coi chừng nó bượn về bên này nè, bên anh hai nè. Hồi mưa luôn. Trở về bên anh hai nè, dòm bên anh hai. Nó quay mặt qua đó hả? Ừ. Nó bự đó, nó vàng tươi à. Coi lại coi. Nó chạy là nó khó. Nó nhảy luôn á. Không, nó mài qua chứ nó coi, chưa coi, xuống. Lại coi nó dính không? Không. Không vậy. Đâm ngay chốc luôn mà. Trời ơi, dễ quá, làm khó rồi đó. Đâm ngay chốc luôn mà. Rồi luôn. Đâm ngay chốc luôn á. Mày che luôn. Nước nhiễm. Cái
Anh Hai dịnh cho em quay cái tay em lại anh Hai. Dịnh nha. Rồi rồi rồi, rồi ok đó. Ủa? Không thấy nhảy luôn, không lại trên bờ. Nó mài trên bờ rồi đó. Mài trên luôn đó. Nó biết nó mài trộm. Bấm hút. Tóc mì luôn đó, mà mắt nè. Nhưng mà mưa luôn ta. Mấy ông trôi rồi. Dễ quá thành khó ha bà tỏi. Rồi nó nhảy đâu rồi? Nhảy không nghe, nhảy luôn. Nó không có xuống, luôn. Nó chưa có xuống, nó còn mài đâu đó. Nó còn mài đâu đó đó. Mặt nó quay mặt đi đâu vậy? Quay qua đây nè. Nó quay ngang á. Nó nằm vàng vàng. Cái da nó vàng rồi. Nó bự quá. Rồi, cái gì? Nãy thuốc đẳng hả? Nga cái này rồi. Bự không? Đây em thấy hơi đen đen nè. Nó có chẩm xuống rồi. Trời ơi, chưa được sao đâu, đang có chẩm. Nó thôi à. Hết rồi, nó đen. Bên chưa tới nguyên liệu. Đó, chưa tới nè. Nó có chưa? Chưa. Thôi, nó sáng. Ôi, nó không có nữa. Cái hang hả? Cái hang mình bơi ra mình đào luôn rồi tỏi. Tiếp tiếp bồ tỏi cái kìa nó liệu. Ngọt nữa không liệu. Rồi. Nhìn con khác rồi, con đó con kia cận thanh cảnh. Thôi không thấy sao rồi. Có hang nhỏ ở trên. Bỏ đi bộ tỏi ơi, tới rồi. Đi ông ơi. Tụi con lạnh muốn chết hết rồi. Ừ, coi chừng kỹ kỹ liệu ơi. Bắt vài con nữa mình nghỉ, lạnh quá. Nó đó bự nó vàng tươi luôn rồi anh liệu. Ủa đó trên đó. Có cái thùng này im quá không thôi ướt hết rồi. Khúc này ếch nhiều á, nó nhảy nãy giờ nhóc á bồ tỏi. Sao nó lửa mình sao bươi lắm nè. Có cái đường đi vô bồ tỏi. Ừ không. Con bệnh á.
nó nhảy đèn rồi nó qua bờ thảm. Nó không qua đâu. À nó nhảy xuống á hả? Ừ. Nhảy xuống rồi lên kia. Thiệt chứ bộ. Thấy không? Có cậu bò tỏi á. Mỗi tay quá. Nè nè cầm thùng này theo con cái. Cầm đi. Có gì đang che. Cầm cái đi, ke đi. Không, mưa nhỏ không sao, sợ mưa lớn. Bớt rồi. Cày xong chưa rồi. Khúc này là khúc nguy hiểm. Đây là cây cọng nè. Khúc này là lấy đồ nè. Năm gò bắt khúc này nhiều lắm luôn. Con bây giờ chẳng ngồi đâu. Thấy rồi, cảm giác thấy dính rồi mà ủa. Quá trời dầu bự rồi. Dấu hả? Ừ. Dấu giả nữa rồi đó. Đâu. Ây da, cãi dữ vậy. Tỏi luôn. Rồi bắt cái bự con cái đi. Nè con này bự nè. Mới thấy dấu à? Nè, lên lủng đắt luôn nè. Lên đắt đi. Mới thấy dấu à? Mới thấy dấu à. Nó lên chỗ ấm ấm ở trên. Dấu đây nữa nè. Đây nữa nè, bò tỏi, bò tỏi. Bò đó. Ừ, dậy lên đó đó. Ừ, bò lên đó đó. Kỹ kỹ nên bắt con hay con nữa mình nhảy. Đảnh quá trời rồi. Dính đâu? Đấy, dính đâu trời. Wow, vô háng tôi rồi. Trời ơi, chụp trong háng, chụp hụt. Còn nữa đó nghe, chưa hết đâu á. Nhảy lên dài bò tỏi nó nhảy. Luôn không có bự không? Bự á. Bằng ít tơ à. Bằng hả? Ừ. Nó ngồi trong hang nó rút lại thấy bự á. Chụp chân kịp á. Đi quá trời thủy rồi. Người nãy giờ. Con nữa mà không dấu lên nữa. Dấu đi chùa cỏ cỏ. Anh hai cũng được. Nắng lên nào mà không luôn đó. Dạ nè. Mốt nó để nó đi. Nè. Cái gì sao? Không có gì hết, đưa cho anh hai luôn. Anh hai để giỏ vô đi. Nè anh hai. Ừ, để giỏ vô đi. Để dành che mưa á. Giỏ vô cái chĩa là. Cái gì lấy cái thùng ra là không mưa ta. Rồi mới phục muốn nè. Mưa nữa hả? Mưa nữa nữa. Buông nguyên cho mình nữa gì. Được rồi, em che bằng cái nón. Mình nào lớn hả? Cầm lên hai chuyện nào lớn hả?
Kìa kìa, đem chỉa lại, em chỉa lại. Phải không biết nữa. Đưa rồi xin rồi. Đưa đi thân. Rồi. Đưa đây đi đó. Còn nước bạc tạng gì trắng luôn trời. Đây là bộ đổi màu da cóc trời. Bự lắm hả? Ơi cái nón kìa bò tỏi. Phan nếu mà xin làm không? Hả? Xin làm không? Đang mưa nè, rồi sao được. Đừng động nó nghe, để em chỉ luôn. Bự dữ lắm hả? Mà ừ, cái màu lạ lắm hả? Màu lạ rồi. Màu lạ mình kiếm chỗ. Kiếm chỗ nào mình ấy coi, nếu mà lạ mình chừa lại nha. Gì? Nếu lạ chừa lại. Cục trắng đó nè. Đừng động nó kìa nè. Đó, cái bụng trắng tươi đó. Cái bụng trắng đó rồi. Con ít nó vàng vàng. Lạ làm sao để chừa lên làm sao không? À, thí dụ như nếu mà nó lạ quá mình chừa lại á, mình nuôi để dành câu á. Thấy giờ đâm luôn đi nè. Có chút nó quay cái đít qua mà ông nội. Nó đặt nó vô đít nó luôn á nè. Thò vô tới luôn đi. Cái liệu hết muốn tính tưởng rồi. Nè cái liệu ngay luôn mà hả? Liệu coi vỏ cái nó đâm. Quăng nè. Đừng có giặt cỏ thêm nữa nghe. Thấy chưa? Nhìn dọn gõ mới đâm. Thôi đâm đi. Đừng có giặt cỏ đụng nữa. Quê chuyển hồi nó thấy á. Còn bên đây còn đừng đụng bên đây em nhờ, chưa nhìn hết gõ. Chứ đừng nói gì. Khó gì cái bụng nó quay qua cái bụng đã lắm. Rồi. Ê ê đừng chưa. Ôi. Cái bọt mà. Cái gì? Cái bọt. Ê. Rồi. Trời quá trời bự luôn. Rồi. Cái liệu. Trời ơi. Con ớt ngồi trắng nó mới bọt. Nó bằng cùm giò vậy đó. Ê. Trời. Không nhảy luôn trời. Nó lủi vô cái háng tôi một cái bực một cái gì đó. Con cũng dở nữa trời. Chết biết luôn. Biết là con ớt chắc rồi. Thanh liệu nói cái bọc em. Tâm lý em nói cái bọc em cũng dập theo luôn. Không nhảy luôn á. Quá trời con ớt luôn mà. Giang khè luôn. Giang khè luôn. Thanh liệu bò tỏi dập nó cái bọc mà. Bọc. Trời. Rồi bữa nay bị gì à. Trời con ớt. Thấy nó chưa. Đâm. Vậy là đâm hụt. Cái nó nằm vậy nè. Mà cái chĩa vậy nè. Ôi trời. Đâm nó dưới bụng luôn. Dưới bụng luôn. Ông đại chị sao tôi làm gì luôn á. Rồi sao không thấy. Không thấy mà đâu. Bộ tỏi dạch mà tôi nói bột nữa vàng khè mà. Bột gì nhảy. Nó sẵn vô cái giò luôn. Cái cổ cái gì đó. Rung tay luôn rồi nè. Kệ đi. Tụi đầu ấy nhìn thấy màu đó được rồi. Tôi nghĩ nè. Tôi có thấy được gì đâu. Con ớt bự hơn con ớt nãy nữa đó. Bự quá. Cái đó chứ hết trời. Còn qua cái màu ớt. Có đâu từ đây đi nè. Trời ơi. Bắt được hàng lạ mà không được trời. Ủa. Tính đậm rồi đó. Rồi con gì đeo cái lỗ mũi ác khi trời đeo ngay giờ này vậy. Trời thấy đậm. Đâu có được. Nhờ bà tỏ có bầu mà. Đâm dưới cái bụng luôn á. Trời ơi, tính điện bọc. Con lát nữa nó bọc nó lẹt. Thì bọc đâu vậy? Bọc đâu ai? Trời ơi, nó gùi lát bót, bọc uổng luôn. Chết rồi. Con ướt cả 300 gram. Tôi thấy bộ tỏi giặt sao không ngãi, tôi nói bọc rồi. Mà em dở nó, chụp không chụp nữa chứ. Nãy phải chụp đại luôn. Em đang hụt giò dưới nè. Ổn gì đâu. Nó không nhảy, tôi nói bọt một tỏi thôi. Nói mình bắt được con ếch lạ chứ con. Ổn ha. Nó ở trong ếch nuôi vậy. Nó vàng trong ếch nuôi luôn á. Vàng khè luôn á. Mà nó lẹ lắm kìa, nó sắn vô giò luôn một cái hực một cái gì đó. Thấy cho con xin năm nghe. Trời ơi, ngồi bỏ đi cho con lãng cái. Được không? Cho anh hai đâm cũng được. Tiếng này tới tôi rồi. Nữa nè. Mưa nữa, mưa hoài luôn. Liệu mò vô ha. Thục cái hang vô tới đó chưa? Ủa, bắt tới. Từ từ, khúc này còn nhiều lắm á. Thắng Liệu ơi. Hoài luôn. Ít lạ. Ít lạ bắt không được. Ổn heo rồi tỏi.
Tôi thì tôi ổn sợ nó bị thương rồi cái ngay con ếch lạ mình chừa lại không được. Dính đi. Thì mình hy vọng là dính đó. Nhưng mà cái ý là muốn ẩm nó vô cái giò biết không? Bởi vì em kêu anh coi. Nãy phải không mưa được. Ướt bự rồi nó phải bự rồi. Không mưa nãy ẩm rồi. Mưa. Thôi bỏ đi. Nói hoài hồi bị la nữa đó. Thiệt chứ bầu. Ủa thứ rồi. Dính không? Ồ quá trời. Rồi xuống nữa. Ôi ôi con ếch kìa. Dính giò hả? Ếch này giống ếch được rồi tôi bắt. Không sao. Có sao không? Nó giống gì nè. Hồi nãy giống gì nè. Nó quá già chứ đâu phải con ếch, đâu phải con ếch lạ. Giống đúng nãy. Ừ con này giống hệt con nãy nè. Cái này nó nằm đâu vậy? Lật cái lưng lại coi. Màu giống vậy nè. Màu giống vậy nè. Ếch này ếch già. Hồi nãy bự hơn. Ếch già. Không phải ếch già luôn. Con ếch này là lai con bù tọt á. Nó mắc cặp với con bù tọt. Anh xin bắt khúc này hình như màu này nhiều nè. Có một con đã gọi bắt con. Vậy là con này giống này đó thì liệu có bị gì không? Được rồi. Không. Cắn đào luôn á. Chưa. Nhóm tới nhóm nhỏ gì dịnh chứ cái. Vô cái eo á, đúng rồi đó. Liệu cầm á, thấy không ngon. Nói này lạ thiệt chứ. Rồi đợt rồi tôi bắt tháng khô có dính con giống màu, vậy màu nè. Màu giống như vậy nãy nè, bọc. Bọc á. Nó là ở đâu vậy? Ôi. Nó ấy rồi. Màu lạ ghê. Nó cái giò em nè. Đút đút cầm cỏ kìa anh hả? Nằm đây luôn á. Trời kìa. Chạp lửa, con tôi sướng. Ếch ngộ ta cái màu. Chuyện này màu ăn dễ dừa rồi nè. Không có, nó mắc cặp chứ mùi tọ. Thích màu dễ dừa. Màu của con nó nãy đó. Ghê thật chứ. Màu giống con nó nãy. Giống con hồi nãy, bọc á. Chui vô giò em dính một chân em. Có giò có đứt không? Có đứt giò không? Không, bóc vô. Cắn đau thôi. Té xuống, tôi thấy nó xuống tới cái đít tôi nói tính hụt không rồi chứ. Quay thấy giò em nắm dính không? Thấy. Lúc lặn xuống thấy tôi nhờ cái dấu giò em nó hủng sâu quá không là đi rồi. Vừa giặt cái nó bút lại. Lúc này còn nhiều lắm á. Con chỗ đó hai con á, liệu nói con này qua đâu phải con khác rồi. Con nhảy đó là riêng rồi. Ngắn hai thùng đó. Cưng lại đâu mà cưng sợ. Nhỏ. Ừ. Mình muốn tin tưởng lắm. Cứ nói vậy đi sẽ đâm dính lại. Ừ. Mình phải tin tưởng với nhau. Còn trước mặt nữa bồ tỏi rồi. Cái khúc đó chưa đâu bồ tỏi rồi. Xảy hai con bự không à. Con này vừa ăn. Có lý nữa không? Dạ anh này. Anh chưa coi mà có mắt cái người đi phải ngồi kia rồi. Bộn rồi cái này. Nè, ớt nguội nè. Đó, còn nó cục ớt chưa nữa. Chưa thiệt. Bự không? Có ớt đâu. Trời ơi. Ớt đây nè. Đó. Không có bự nữa. Không có bự nhiều. Từ 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 nữa. Được. Má trời gửi gửi cho sạch cho. Cầm nghe nghe không? Ôi con ếch con nãy à. Trời ơi. Tôi về luôn quá. Từ từ nha. Nằm lên. Cua. Rồi. Quá con ếch. Có 300. Ếch biết nó rồi. Ở trong hang. Này mấy con này phe hơi lâu một chút nữa nha. Nhắm mắt. Hàng khủng. Ồ. Nắm lại. Dạ. Cái khúc này trống.
Anh Hai ơi. Anh Hai đi về rồi. Chạy về trước hả? Ừ. Lạnh chết luôn. Tay mình này này. Mốt hết. Nay cũng bộn mà. Bàn ếch già. Nhảy hồ tỏi ơi. Gia đình mình về tới chòi cái nha. Bữa nay cũng bộn. Hai con ếch khủng thôi. Ừ. Ba con ếch khủng. Ba con bự đó làm lông á. Liệu bắt ở đâu em biết luôn á. Chỗ ngay góc dừa đúng không? Đúng rồi. Ừ. Gần gốc dừa đúng không? Đúng rồi. Tò tay vô láng bó. Đâu ca bắt mấy ếch bự ra. Có thấy luôn hả? Đồ bự gì? Thân liệu chút năng muối rồi. Muối gì bắt mấy con rồi. Mưa lớn quá cái mít ướt nữa rồi cả nhà. Con nó bự đó. Còn con kia nữa. Con nó cầm ếch bông ra thế liệu. Đây. Anh Hai cầm tiếp cái vỏ anh Hai. Bắt làm gì? Nấu gấu rồi nói nấu chao làm kìa. Gì nữa? Ba con. Có sao ớt cũng được. Có con màu lạ nè. Hò tay vô bằng tay luôn kìa, con này nè. Có đường mà chạy hết á. Đó, một chỗ đó hai con luôn á. Chỗ một hai con á. Sớm nắm bên luôn. Chị trẻ được hai á, trẻ được hai được. Quá dễ có nhiều quá. Ủa, thôi mình nấu chao món một đi anh Liệu. Món một hả? Món một đi cho nó nhiều. Chà, 5 người này chở hết nhiều đó, mệt rồi anh Hai. Nhiều quá. Ừ. Ba con bự nhất con nhỏ luôn. Muốn làm kho thì kho. Thôi, nấu đó hết đi. Nấu chao hết. Lúa này mướt. Quá chừng đẹp. Món một đây cho nó lẹ chứ mưa. Mưa đâu? Không, ổng trống rồi, chắc không đến đổi. Bữa nay mình không nấu bằng khoai môn mà mình nấu bằng khoai lang. Gấu gấu bữa nay giữ gốc cây bồ đề. Ăn ra hai con rồi. Cây bồ đề. Bảy nữa hả? Vậy cây này cái gì? Tầm pô. Vậy cũng cải được nữa. Bè thì tôi. Cái con này cái màu ngộ quá à. Ừ. Hết trắng rồi. Ếch gì mà nó ngộ nè, kỳ ra nó trắng nè. Nấu chao nhiều một chút cho nó kẹo. Ừ. Bữa hổm nó liệu nấu nó con nào ngon nè. Ấy đó. Ngon thịt. Đâu kêu chao hả? Ừ. Nấu nhiều nhiều chao cho nó ngon. Kẹo. Làm xôi chả cho nó. Mình cắt. Khoai ăn khoai. Mình cắt ra hết rồi cái mình rửa muối sơ sơ lại cái rồi hả ốp. Cho nó sạch cái nhớt. Vậy mà tôi nói cái cây này cây cọ ông nội ơi. Thôi, mà sao chiên ra màu đẹp vậy? Anh Hai, chiên cái màu cái gì vậy? Nè. Ở trời. Nó tưởng mình ốp cái gì không đó. Nó bị chưa thấy đâu. Nó điệu lại thấy. Nói em bỏ cây gì. Chỗ này thấy cũng im quá anh Hai. Hơi phức gió. Ví dụ xe có chạy thì chạy ngoài đó vẫn được bình thường. Ừ. Lựa cái làm lông ra hả? Lựa làm ra kia để sao sợ nó chín nó gục mấy hết. Không mình cũng xào vô chung lượt mà. Cho thấm gia vị mà. Ướp nó ăn chung lượt. Xào chung luôn. Gì lựa ra làm gì? Gì ướp vừa hả lựa hả? Cũng xào à. Biết là thanh điệu biết. Quá chừng. Ướp rồi mới lựa ra là hả? Thổi mình nấu luôn. Sao đó. Có con ếch màu vàng à. Ếch bạch tạng à. Thánh Liệu. Dạ. Đâu rồi, ngát đâu rồi? Ông nội ơi, cái bọc. Lên nhảy một con hút một cái. Còn Liệu. Khoai lang chiên nữa, Liệu. Khoai lang chiên mà. Cái gì? Khoai lang gì?
hay lăn già. Ốp luôn đi anh Liệu. Ốp đây được một ngọt sao đó. Cái màu này nó có da màu vàng nè. Hát cái thào nó ra mình ốp vô đó luôn. Đường ốp nhiều lắm à. Nhiều quá. Cái ngồi mình chữa miếng mình chấm. Ta ốp bằng cục phải không? Đây là nước ta. Nước cục luôn. Động sọn. Mình không có ăn bún thì mình làm nó ấy chút. Mà xài lên đây đi. Chao nhiều ngon hả? Ê, để nó chấm được, nhiều đó được. Dưỡng ít lại đủ chấm thôi. Vô ngồi ăn khoai lang đi bọn. Khoai lang luôn. Đó. Chuối cao. Chuối khoai lang. Chuối cao nấu chấm đường là ngon lắm á. Giống như chuối ngào đường. Đúng không? Ủa đợt rồi mình ốp làm sao ta? Có xả, có tỏi gì hả? Tỏi xào hả? Bữa nay dừng rồi. Té tay nè. Bữa nay Thánh Liệu đeo cái dây may mắn này. Đâm ép cục không? May mắn dữ chưa? Chịu đâu à. Không dính rồi, không nói lên luôn á. Nói sao? Nghĩ tâm. Nghĩ tâm. Thấy chán nản luôn á chứ. Không uống bắt luôn á. Dễ bỏ cuộc chứ. Mà liệu là đâm hụt hai con là thấy đồng ý đó. Đâm hết rồi. Đâm hết rồi anh nói gọi nó bò nó mất tiêu. Mà hết đó mắt lạng xẹt luôn rồi. À. Không thấy nhảy đâu hết á. Lấy từ lạng xẹt nó mắc cười. Thì á. Mắt lạng xẹt. Em không thấy gì luôn á. Ờ đâm cái xuống cái sực cái im gu luôn à. Mắt luôn vậy đó. Mắt luôn à. Không có thấy nhảy không nữa gì. Thấy nhảy đâu qua đâu hết á. Từ lạng xẹt nha. Mắc cười. Tính ăn dụng. Rồi bếp này lẹ dữ vậy. Vô. Rồi một chảo luôn. Rồi đổ nước vô đây. Mượn cái đồ nhắc nồi ta. Này là mấy con bự mình làm lông, còn mấy con nhỏ thì mình nhiều đó. Dạ. Ít ít thôi. Nay đụng ít cụ nữa anh Bình ơi. Cái chương trình bữa nay là ngày hôm qua mình có thông báo với anh Bình rồi, tại anh Bình bằng công chuyện cho nha. Chứ không phải là vắn anh Bình anh em mới đi bắt ít cụ nha. Nước lớn rồi đó bồ tỏi, đứng rồi. Lớn rồi. Lớn. Ở đây có cây cầu đã. Hồi mình lên cầu ngồi ăn đi. Cơm thớt còn xài gì không? Cơm thớt còn xài gì không? Hai lần này nè nha. Nước nhiều quá. Xăng rồi. Ồ, gấp cái bộ đồ lòng ha. Anh Bình ơi, bên này có bộ đồ lòng quá trời nè. Qua hổm đi xuống em đạt hụt ăn à. Mà cũng đâu có xuống không mà. Không. Ba được không? Hết luôn đấy cũng được. Nhiều. Nhiều hả? Nhiều. Có khoai nữa nữa nha. Còn khoai chiến này rồi nữa. Bỏ khoai vô luôn cũng được. Là nó vừa mềm phai là mình ăn luôn là vừa nó không có gục ớt. Khoai. Khoai lang. Rồi khoai chiên giòn dữ vậy. Để em ta hết thay môn mà. Nghe ngon quá ha. Cái này Thánh Liệu ăn hết cục rồi. Chín không? Chín. Phải là chiên. Nó béo. Chấm dưới đường nó béo. Ớt cho 2-3 miếng ớt vô cho nó đỏ đỏ. Chùm ớt đây. Đưa chùm ớt đây. Lúa này lại quay tháng ngoài nó chỏ hết rồi Thánh Liệu. Dạ. Thiệt chứ bộ. Ừ. Lúa này người ta lấy đồng rồi nè. Mau thấy ghê luôn. Mới bữa đó mắc mưa. Đâu
đó, cắt cái miếng đó đó. Miếng anh hai chụp chụp ếch đá vô lỗ tai, ấy chụp chuột đá lỗ tai nào nào nói thôi em nghĩ đào đó nhá. Mới đây lú bự nữa. Đúng rồi đó, là bữa đó lại đi, cây mãng cầu mắc mưa rồi về nhà nó liệu nấu ăn luôn đó. Là tới mới đây nè. Mới đây mà lú bự. Lâu, không thấy đỏ hay đỏ là gãi. Còn cái chảo cái đuôi kìa. Cái dầu gió nó hiệu quá ngó. Cái đâu rồi nó vậy mới ngon. Cái con ếch màu lạ nó. Và cái đuôi nè. Ừ, cái đùi nó bỏ củ hành vô nữa. Thấy ngon quá em. Rồi nó lụm rồi đó. Cho nó sắc xuống chút đi. Không, mình để vô mình ăn từ từ luôn á. Cho nó sôi lại gai gì nè, mình ăn luôn á. Tôm chín chưa? Chưa đâu, xin ơi, mời chưa đâu. Để ăn chút đi. Chút đi. Cái gì anh hai? Nấu bữa nay nấu cơm ngon chứ sợ. Bữa nãy nãy miếng mốt nó trôi lâu lại mà đúng lúc quá vậy. Ai biết. Giống hai cái thùng người ta lót ổ gà. Giống sẵn của mình lợi đã chừa cho mình sao hả? Ừ. Đúng luôn anh xin. Trời mưa ập lên cái lụng. Dọn dẹp gọn đi em. Lửa nhỏ nhỏ được rồi bộ tỏi. Lửa nhỏ nhỏ được. Quá chừng ngon. Ta rất mặt thương ngày quá. Hãy giúp em cho con cháo. Ếch đồng nấu cháo. Cho buổi chiều này trúng nữa. Trúng nữa đó. Mình nhúng vô gần nước với nhỏ đến hả? Đúng. Ừ. Thôi. Có gì đâu. Mời cả nhà đi mình nhập tiệc. Lớn mời cả nhà. Cơm luôn cả nhà. Đi. Mời cả nhà dùng cơm luôn nha. Mời cái nhà ăn cơm luôn. Cơm luôn Nam ơi, ớt bự bự không à. Cơm luôn nha. Ừ. Bữa nào ớt bự không Nam ơi. Ăn dò à? Dạ. Tập cái đùi á. Ừ, cái đùi gà. Cái bộ tỏi kìa. Ừ. Đây đây đây. Ăn đi thôi. Giờ sống rồi. Cho hai cái giò giò trước. Rồi trước giò sau vậy. Ừ. Làm người cái đùi để cho nó biết cái đùi ếch nè. Ừ. Ăn cái giò. Ăn cái giò. Nè nè nè, ăn đi. Để ăn đi. Nhúng cho nó. Ăn đi. Có rồi, đầy dưới rồi. Thôi. Để con đi. Nhóc vào trong cơm được. Ngay gấp cho tôi chứ. Chút rồi. Rồi, nó đùi lắm, nóc rồi. Của em nó bự vậy. Ăn đi. Ếch cụ mà. Mới mốt mình đừng kêu ếch cụ, mình kêu ếch già được rồi. Đúng rồi. Cà cha. Ừ. Ếch già đã xuất hiện. Liệu gấp đồ bự anh Liệu ơi. Có 4 người 5 người đó. Thấy rồi, đùi bự thấy rồi. Người cái bộ đồ lòng đó. Thôi, đồ lòng đùi bự đó anh Liệu. Đồ lòng chưa rồi. Vừa cho 1 ní. Chừng 1 ní. 2 ba bộ đồ lòng. Đó, 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 đó. Ừ, để em ướp cho. Dạ. Đây đó. Để em nha. Ướp cho anh đó. Anh Liệu nè. Để em ướp cho anh mà. Món quá ngót kìa, cứ ngọt. Nên là uống cái ếch gạt rồi không? Dạ. Thật mới gai, ngon. Tân men lắm rồi. Ừ. Ngon quá. Anh hai, vô ếch bự anh hai. Lấy vô. Đồ bự đâu? Đồ bự chém kìa. Nè anh hai. Giao cái này. Thờ vô một cột luôn mà. Dạ anh hai. Thứ gì nó da cóc kìa, con cóc kìa. Cóc thì hết trơn kia lộn ba quai nữa bắt lại chú xin ôi quá trời hết rồi đi có anh hai anh quẩy đồ rồi cũng dễ xử cầm tiếp này kia cho mẹ anh ta dành nữa đó mày dành hai con rồi Liệu Vinh ơi lên bác tín Liệu mà tôi bắt ở dưới nước Vinh rồi. Mai mốt đi có anh Bình với anh Ba mình chia đội ra bắt thử một bữa ra. Cũng bắt chung một mé kinh. Rồi bên nào gặp thì đợi tôi quay cái bên kia gặp gì đó.
được cái bồ tỏi. Bồ tỏi à? Hả? Mép hay vậy? Ví dụ bồ tỏi. Nó có bồ là điểm đỏ bạc rồi bồ phải chia ra bên kia hoặc bên này chứ đâu có chung được. Không mà chia ra. Ừ. Nó thấy liệu, anh Bình nó nói không biết. À, bắt á, để anh Bình bắt thử rồi. Anh Bình với ai? Mà chia vậy thì sao bắt lại? Anh Bình với anh Sinh. Tôi thì tôi chịu rồi đó, nhưng mà có cái bắt không lại đâu, bắt không lại bồ tỏi đâu. Tôi làm gì làm tôi bắt cũng không lại bồ tỏi. Anh Bình, anh Bình nó kiếm gạo gì đó không á? Nói gì chứ dễ gì kịp. Anh Bình hay hay chứ sao mà qua thánh liệu với bồ tỏi được. Thử biết. Thử không có thử, tôi dòm tôi biết. Không để thử à. Tôi biết bắt ếch mà con ếch tôi dòm không thấy, bồ tỏi dòm thấy là tôi biết cái đẳng cấp của bồ tỏi tới đâu rồi. Chăn nước anh hai rồi, rất ngon lắm. Ui bích quá. Mà dòm riết làm như nó quen hả bồ tỏi. Ừ. Mà hơi cũng chuyển mưa nó khó rồi, khó coi. Khó coi lắm. Ừ, hồi sớm mà hơi chuyển mưa. Nói vậy chứ tôi bắt là gì dữ biết không? Ừ. Theo dấu á là tôi kiếm ít có lạc dấu, còn bắt kiểu này tôi không bắt, bắt không lại bồ tỏi đâu. Em dính dấu bắt. Kiếm dấu thì làm được. Bốn năm thôi. Ăn rồi. Nay ăn dần rồi. Ừ. Ngon, khẩu trào ngon, ít dạ. Ăn ngon nhất cơm. Mà cái nhà ăn cơm với gia đình lâu nè. Nhiều quá vậy. Nay giờ nguyên. Ừ. Còn bán cái nữa. Còn bán ăn được rồi. Không biết ăn. Không biết ăn. Không biết ăn. Không biết ăn. Tôi phá cái mặt mát dạ. Nè anh ba. Ăn ai? Lộn. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn còn mới cục luôn. Con sợ nó biết cháu. Gì trời? Nói gì chi trời? Cô bữa nay cũng im nữa nè. Gạo này ngon lắm. Ăn hai nóng rồi. Phí 22 ngàn á. Mất gì? Ừ, ở đây bắn mất. Nhưng mà ngon, cũng đáng. Đúng được rồi. Không, gạo mình nhà cũng ngon mà có 18 ngàn. 2 ký 44 à. Trời không có nắng lên nó dòm trong đó nó tối hù khó dòm thấy ếch mà. Nhầm con mình đi tới nó luôn á. Con nào nó ngồi nó đưa cái bụng này dễ thấy ha. Ừ. Con nào nó nằm mệt xuống cái vô khui. Bên này nó im lắm. Đó bác ơi. Em rồi ăn rồi mình đẩy cái nữa đi. Chiều về luôn. Nội chút thôi, bắt nữa. Ngồi sao? Hỏi có một tiếng họ. Đi mua gì thêm vô mình nấu ăn cái nữa. Rồi mua gì vô cái nấu. Ăn quậy ở chỗ này ngon rồi thay. Ê. Có ra đi mua. Mua mà ăn trước nữa. Cà phê chế cho màu. Nó già như hồi nãy vậy đó, xào củ hành ngon. Không, chắc không ăn rồi. Khoai chào không ngon. Ừ, đang ăn khoai chào. Nó ngon thiệt mà. Bánh chào cũng ngon. Bánh thịt. Thịt nhóc luôn. Chào, chào này. Quá, lần này mưa lớn à, mình về rồi. Nha. Lúc mưa mình bắt được 5 con cũng hết sợ rồi. Ừ, mà nó hơi yếu thôi, chưa tới ít cụ. Nó cũng mờ cái dấu chân mình nó nhảy lên á. Cảm giác mình bò lên một con thấy, thấy được ngớt vàng cái là nó sướng rồi đó. Vừa bắt con rồi bắt vừa quá chứ bự. Con nó bự ha. Mình đi bữa nay được 3 con tính à. Mấy con kia đâu tính.
sao cái điện thoại này đưa vô nó không có lấy nét vàng ngộ ta. Nó con ếch vàng nãy nó liệu đâm hụt đó. Đúng lý nó phải lấy nét đang cho thấy sao nó không lấy nó thấy ngộ thiệt chứ. Mất rồi liệu đâm hụt của chúng con mất lãng kẹt. Mình đi vô. Hồi gió mát rồi. Dịu lắm. Mưa tới nữa. Nè cho bánh mì cũng ngon. Đúng rồi. Nãy giờ vừa thử khoai lang ta. Gì? Cấm gì? Cái bánh mì á. Ăn cơm ngon nhất. Tao không có bánh mì đâu chấm. Mình hỏi giận khoai á mà. Khoai ngon béo thật. Bắt trước người ta mình làm mấy cái thử thách cho mới mới rồi ta. Vậy bắt gì? Cũng đi săn bắt chung như nè. Nhưng mà bên ai bắt được người đó nấu ăn, muốn làm món gì làm. Đúng rồi nhưng mà kia làm sao á. Đó quay cũng quay chung nấu ăn gặn nhau vậy nè. Nhưng mà của ai nấy ăn. Ý này là chia người ra bắt làm sao á, chia người ai với ai á. Gì thì nếu mà săn bắt ếch này là phải cho bầu tỏi tẻ bên mới được chứ để chung không được. Bầu tỏi tẻ với tín liệu cũng được tẻ. Anh xin có bắt không? Không xin đó quay mà em... nói là đi ba người vậy bầu tỏi ra sao sao rồi thêm bầu tỏi bắt thôi anh ba nói gì em chuột tín liệu cho em ăn rồi tín liệu với anh Bình anh ba anh hai mới nặng cho cô chú xem thấy có cái không khí hơi mới hơn á. Tôi bầu tỏi anh xin. Ví dụ như mình coi hết luôn hết mẹ luôn. Không cần em hả? Nói vậy chứ tôi tập trung luôn quay. Mấy anh hai cầm vỏ cho anh Xin, anh ba cầm vỏ cho bồ tỏi, anh Bình cầm cho anh Liệu rồi. Ừ. Bắt hết. Quay. Bắt em hết quay. Cũng có ăn hả? Em quay. Ừ. Bắt hết con nước cũng có ăn hả? Bắt hết con nước cũng có ăn hả? Chia ra mà bắt như vậy đó mà anh Bình nó bắt dính một cái rồi là biết em quay cho ổng cười nhưng mà thấy mà thấy liệu dính cũng vậy luôn á liệu dính cười một cái bữa nay bắt có ba con ba con tính đúng rồi biết không tôi đi với bò tỏi có gì bò tỏi bứng tôi giúp tôi bưng hả em đi thấy liệu mới được mình sao cái ai tiếp em thấy rồi làm gì được trời chóc. Hụt nước tôi đâm hụt hai con là tôi thấy nản mắt lạng xẹt cái con đó không thấy ngại đâu hết còn cái kinh nào giữ nữa ta cái kinh là mình đào em đào chung vô kinh đó cũng nhiều kinh này mà kinh nào hả cái kinh anh xin mua đồ bên chỗ đường chạy ra và làng á chỗ mua đồ đó phải không? Còn qua bên đây á, lần chỗ đó dữ lắm. Chỗ nào? Mà khúc vô trong tới chút tới nhà, chỗ chị mua đồ đó, mua đồ cho cụ qua cụ đó. Bữa qua mới xong, thấy cái kinh tôi nhỏ lắm, nhưng mà bụi đã. Lắm. Mà kinh đó nhà nhiều quá. Nhà nhiều quá dơ. Nhưng mà không cái dơ. Cái khúc tới nhà đó là làm xong rồi. Là bóng đèn á. Thì dặn ra, cái dục này kia người chó sủa lắm. Biết cắt kinh nào không? Kinh chọn mình bắt cái tre á. Chọn mình chạy đi bắt cái tre đó. Lại máy cắt, ba máy không cắt đâu. Bên đó còn mấy cái bù lỗi. Cái kinh mình đào gắn với ông già làng bắt cũng có nữa. Kinh chạy vô nữa, nãy đôi ba bốn cũng dữ lắm. Hai đường xe chạy không nhiều. Nói thằng ba nói nãy nó lên nó mất cặp với nó đực hơi bự chút nắm cái bàn tay nắm hết hả trời nó có trứng nó bự lắm. Nó ngon thứ bánh mì ăn cơm ngon hơn nó trao làm như nó có cái hậu béo béo cả nhà giờ này mới béo dữ lắm quay nó ra nó đặc nó kẹo lắm vừa vừa nữa
đừng đi ăn thuốc cỏ thuốc chuột kia thôi. Ủa, thanh liệu lên rồi lành không sao lên nữa rồi. Ừ. Lên rồi phải không? Nhưng mà nó lên nữa đúng không? Giờ gia đình mình cũng dùng bữa xong rồi cả nhà. Mấy anh em nghỉ ngơi một chút buổi chiều coi. Ổng không có mưa, dự định chắc đi làm thêm một video nữa. Một video của gia đình mình chắc xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Mình chào tạm biệt cả nhà luôn nha. Chào mạnh quá cho nó ăn. Sợ nó chạy.